Giá cà phê hôm nay, ngày 29 tháng 2 năm 2024, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng cao. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 48 phút ngày 29 tháng 2 năm 2024 như sau: Giá cà phê trong nước tiếp tục lên đỉnh sau bước giảm nhẹ vào hôm qua, mức tăng 1.200 đến 1.500 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh tây nguyên là 82.000 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 83.700 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá khá với 83.400 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 83.600 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 82.700 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay ngày 29 tháng 2 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức 83.600 đồng mỗi kg, còn tại huyện IAH Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 83.700 đồng kg. Giá tiêu hôm nay ngày 29 tháng 2 tăng 3 ngày liền, chinh phục mốc 95.000 đồng kg tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 94.500 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 93.000 đồng mỗi kg, tăng 1.500 đồng kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 92.500 đồng mỗi kg, tăng 1.500 đồng kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 93.500 đồng mỗi kg, tăng 1.500 đồng kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 95.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng kg. Giá tiêu hôm nay tăng từ 1.000 đến 1.500 đồng kg tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua, chinh phục mốc 95.000 đồng kg. Đây là lần thứ hai giá tiêu lên 95.000 đồng kg. Lần trước lực bán mạnh tại đỉnh đã kéo thị trường giảm ngay sau đó. Tuy nhiên, theo dự đoán, giá cà phê gần như chạm đỉnh. Bởi nếu cao quá, các nhà rang xay sẽ phải lựa chọn phương án khác, giảm bớt tỷ lệ cà phê để giữ giá thành sản phẩm không quá cao. Còn với hồ tiêu, Mới ngày đầu vụ giá đã tăng phi mã, vì vậy nhiều nông dân, đại lý tiếp tục ưu tiên bán cà phê và chuyển sang dự trữ tiêu đen, dẫn đến lượng tiêu đen được giao dịch trên thị trường thấp hơn so với những năm trước. Trên các diễn đàn những người trồng hồ tiêu Việt Nam, nhiều nông dân bắt đầu đặt kỳ vọng giá tiêu đen tiếp tục tăng ít nhất 20 đến 30% trong thời gian tới. Điều này đã củng cố tâm lý dự trữ tiêu đen trong cộng đồng nông dân. Đông dân ngày càng tin tưởng vào chu kỳ tăng giá của tiêu đen và gần như từ chối bán khi thị trường điều chỉnh giảm.